Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sau Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin Ngọc Nữ Nhã Phương mất hình tượng vì yêu Trường Giang. Sau khi vướng vào vụ bê bối tình cảm giữa Trường Giang và Quế Vân, hình tượng trong sáng của Nhã Phương đã thêm phần lung lay trong lòng khán giả. Nhã Phương là một trong những gương mặt sáng giá nhất làng điện ảnh Việt trong những năm vừa qua, khi nữ diễn viên trẻ tuổi này được mời tham gia khá nhiều dự án phim lớn cả trong và ngoài nước như Tuổi Thanh Xuân, hợp tác với Hàn Quốc và Khúc Hát Mặt Trời, hợp tác với Nhật Bản. Từ những ngày đầu mới nổi, Nhã Phương luôn được khán giả truyền hình yêu thích. Nhã Phương luôn được khán giả truyền hình yêu thích vì vẻ ngoài trẻ trung, ngây thơ, trong sáng, có thể nói là một ngọc nữ mới của showbiz Việt. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ này cũng khó tránh tay bay vạ gió vì sau khi yêu Trường Giang không lâu, cô lại dính vào bê bối tình cảm giữa anh và Quế Vân. Sau khi cô này lên tiếng tố cáo anh hai lòng bội bạc, thậm chí Nhã Phương còn bị Quế Vân đá xéo là sống giả tạo, diễn sâu. Việc Nhã Phương bị lên án như vậy không phải lần đầu. Trước đây, khán giả đã từng ném đá Nhã Phương khi thấy cô không kìm được nước mắt khi lắng nghe ca khúc Truyền Cảm do Canteo hát tặng ngay trên sóng truyền hình. Những giọt nước mắt bị cho là nước mắt cá sấu của Nhã Phương. Một điều đặc biệt là không hiểu sao, vào ngay thời điểm đó, tin đồn tình ái của cô và Trường Giang bắt đầu gây xôn xao dư luận. Trên hết là công khai tình cảm với nam danh hài chưa bao lâu, thì cô liền vướng vào vụ bê bối tình cảm giữa anh và Quế Vân. Từ đó mà hình tượng ngọc nữ cô dày công xây dựng bao năm bỗng chốc càng thêm lung lay. Rất nhiều khán giả chê bai xỉ xó Nhã Phương là con người hai mặt, chỉ toàn diễn trước công chúng, còn cho rằng cô là người đa tình, cặp bạn diễn nào cũng thích. Ngoài ra, còn có một việc khiến khán giả càng thêm tin chắc vào sự không hề ngây thơ trong sáng của Nhã Phương, chính là chuyện cô vô cùng bình thản, không hề nhắc gì đến vụ lùm xùm tình ái này trên trang cá nhân. Mặc dù từ trước đến nay, cô luôn chia sẻ những trạng thái không vui và dành nhiều lời an ủi cho Trường Giang mỗi khi anh có việc buồn. Ấy vậy mà trong khi đó ở ngoài đời, cô vẫn âm thầm nắm tay người yêu giữa tâm bão. Thái độ bình chân như vậy của Nhã Phương trước bão tố khác hoàn toàn với những lần trước khi người yêu cô gặp chuyện không vui. Dường như càng ngày, Nhã Phương càng không giữ được hình tượng ngọc nữ mà ban đầu cô đã gây dựng, nên khán giả cũng không còn tin tưởng vào con người mà trước giờ Nhã Phương luôn thể hiện trước công chúng nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.